Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong bài kinh hôm nay có 9 bậc tất cả, nhưng tại sao lại chỉ gọi là tứ thiền bát định ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Tứ thiền bát định nhờ, thì đấy là nói về 8 cái tầng thiền chứng. Còn cái tầng thiền mà diệt thọ tưởng định thì đấy nó thuộc về cái pháp thiền, nó vượt ra khỏi những cái tầng thiền chứng, cái thiền hiệp thế. Tứ thiền bát định là một cái câu nói của những cái tầng thiền hiệp thế, nó còn có những cái cảm thọ rõ ràng. Còn cái thiền diệt thọ tưởng định thì cũng thuộc về một cái pháp thiền siêu thế, mà cái pháp thiền đấy nó vượt ra ngoài thế gian, nó không còn chi phối bởi các cái cảm thọ nữa. Thì trong cái bài kinh hôm nay Đức Phật nói đến cả 8 cái tầng thiền chứng, và cũng nói cả đến cái tầng thiền diệt thọ tưởng định này. Thì Đức Phật cũng nói đủ cả 8 cái tầng thiền chứng cộng với cái thiền diệt thọ tưởng định. Chứ trong pháp của Đức Phật không nói đến 9 thiền, không nói đến cửu thiền, chỉ nói đến bát thiền thôi. Còn cái thiền diệt thọ này là một cái pháp thiền riêng biệt, là cái pháp thiền đặc biệt, và nó không bao gồm trong tứ thiền bát định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Quang ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi về giới nói dối ạ. Con không uống rượu vì giữ giới, nhưng vì ngại mọi người nên con lấy lý do là không uống vì bảo vệ sức khỏe và đang có bệnh không uống được, thì có phạm giới nói dối không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Giới nói dối đôi khi được khai mở trong một số trường hợp, như mà vì cái lời nói thật ấy nó có thể đưa đến sự tổn hại, mà trong khi đó mình cần phải nói tránh né cái lời nói quá thật để đạt được cái sự an ổn hơn, tốt đẹp hơn cho mình và cho người khác. Thì vì đó là cái thiện tâm hợp trí tuệ, nó cũng là một cái cách nói thiện giả. Về cái ngôn ngữ nó là cái chế định của con người, quy định lời nói thế này thế kia. Còn cái người có trí tuệ thì biết nói ra những cái lời gì đem lại cái sự lợi nạc, đem lại cái sự lợi ích. Đứng một cái khía cạnh này thì có thể nó là nói dối, nhưng mà cái sự nói dối ấy có khi nó lại là tâm thiện chứ không phải là bất thiện. Thì cái lời nói dối ấy không phải là bất thiện, cho nên là không phạm giới. Còn cái lời nói dối ấy nó kết hợp với tâm bất thiện thì sẽ phạm giới nói dối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Thảo ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, Phật tử tại gia thì nên niệm Phật và đọc kinh gì, và nên đọc vào thời gian nào ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Tử tại gia thì cái việc niệm Phật cũng rất là tốt, tưởng niệm đến các ân đức của Phật và niệm Phật thì tốt, nhưng vẫn phải hiểu đúng và niệm đúng thì mới có lợi ích, mới có lợi lạc. Chứ rất nhiều người vẫn hiểu sai, vẫn niệm sai thì vẫn là tà niệm. Hiểu đúng, niệm đúng thì mới là chánh niệm. Thì niệm các ân đức Phật để hoan hỷ thành kính với các ân đức Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luận ngày hay đêm, không luận ngày hay đêm, tưởng Phật Đà, tưởng niệm, tưởng giáo Pháp, tưởng niệm, tưởng chúng tăng, tưởng niệm, tưởng giới, niệm thí, hay là tưởng sắc thân, tưởng niệm, hay là thường an vui thiền chỉ, thường an vui với thiền quán. Ngoài niệm Phật ra mình còn thực hành nhiều cái pháp khác nữa, chứ không phải là chỉ có niệm Phật suốt đời đâu, mà còn niệm Phật là bước đầu để có đức tin, rồi sau đó mình phải niệm những pháp cao hơn. Và tụng kinh thì tụng kinh gì cũng được, nhưng mà tụng những, nếu là Phật tử tại gia mình có thể tụng những bài kinh bảo hộ, như là kinh Phước Lành, kinh Châu Báu, kinh Từ Tâm, các cái bài kinh về ân đức Tam Bảo. Rồi sau đó thì mình sẽ học những cái pháp nâng cao hơn, tụng những cái bài kinh mà liên quan đến những cái pháp hành về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, là những cái tụng những cái bài kinh để phát triển những cái trí tuệ giác ngộ, để mình có thể áp dụng thực hành, để có thể đoạn trừ phiền não, để chấm dứt khổ đau được. Vậy thì tùy theo cái năng lực của mình, tùy theo mình học pháp ở một cái
môi trường nào ấy thì mình cứ ứng dụng theo. Như là mình đến một cái ngôi chùa nào đấy để mình tu tập một cái thời gian, rồi sau đó mình áp dụng những cái pháp môn ấy về trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra người tại gia, người xuất gia tu tập giống như nhau, đâu khác nhau đâu. Chỉ có cái người xuất gia thì chuyên tu miên mật cái thời gian nhiều hơn, tu tập nhiều hơn. Còn người tại gia thì cái thời gian ít hơn, mình thực hành được ít hơn mà thôi. Chứ còn những cái pháp môn của Đức Phật là chung chung cho nhau. Mình học được pháp nào thì cứ áp dụng pháp ấy, và tụng kinh hay là tu tập cũng vậy, không giới hạn về thời gian. Mình có thể thọ trì những cái pháp ấy trong cái cuộc sống hàng ngày, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác. Và tụng kinh cũng vậy, thì tụng kinh thì có thể phân định ra vào buổi sáng, buổi chiều, nhưng không phải là cố định cái thời gian đấy mới được tụng kinh. Lúc nào cũng được tụng kinh, lúc nào rảnh mình tụng kinh đều được hết. Hay là ngoài những cái giờ tụng kinh trang nghiêm tề chỉnh đối trước ban thờ Phật ra, trong những cái lúc mình làm việc đi đứng nằm ngồi, mình đều có thể tụng kinh, tức là để ôn lại những cái bài kinh mà mình đã học. Trước mình muốn tụng được kinh, mình phải học kinh, mà muốn học kinh để ghi nhớ để không quên ý, thì lúc nào mình cũng có thể ôn lại bài đấy, tụng thường xuyên liên tục mọi lúc mọi nơi, để những cái gì mình đã học không bị quên đi, không bị mai một đi. Thì lúc nào cũng tụng kinh được hết, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, tu tập các cái pháp môn mà mình đã được học, đã hiểu, thì mình thực hành 24/24, không giới hạn giờ nào cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Văn Ninh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, thiểu dục tri túc nghĩa là gì? Và nó có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống tu tập ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Thiểu dục, thiểu ở đây có nghĩa là ít, ít cái người sống mà ít dục. Ít dục ở đây là mình ít ham muốn những cái vật dụng trong cái cuộc sống vật chất hàng ngày. Như là một cái người chạy theo những cái tham dục. Đấy được gọi là người đa dục, tức là người có nhiều cái mong cầu, mong muốn, muốn sở hữu cái này, muốn sở hữu cái kia. Thì đấy là cái người vì có nhiều cái mong cầu đấy được gọi là đa dục, thì cái người đấy sẽ có nhiều cái bận rộn năng xăng, nhiều người đấy sẽ bôn ba vất vả ngược xuôi tìm kiếm. Đối với người tu chẳng hạn mà còn mong cầu nhiều, mình muốn có nhiều y áo, nhiều chú xứ, nhiều cái đồ ăn ngon, rồi là nhiều cái sàng tọa, nhiều cái mà cái đời sống về vật dụng, thì đấy được gọi là đi ngược lại với thiểu dục. Thì cái người đấy sẽ bận rộn năng xăng với những cái cảnh trần, cho nên không có thời gian để tu tập. Vậy cái người nào mà muốn phát triển về cái đời sống nội tâm ở cái mức độ cao, thì cái người đấy phải áp dụng cái hạnh thiểu dục. Tức là vì ấy phải sống cái gì nó vừa đủ nhất. Tức là nếu như một cái người mà sống chi túc nhất có thể, y áo chỉ cần đủ mặc thôi, không cần phải dư. Sàng tọa chú xứ cũng vậy, chỉ cần đổ che nắng, che mưa, che cái phong thổ về thời tiết, chứ không cần phải đẹp, không cần phải sang trọng, không cần phải dùng những cái vật liệu cao quý gì hết. Như vậy ăn chỉ cần đủ để nuôi thân thôi, không cần phải ăn ngon, ăn sang, ăn nhiều thứ. Thì đấy được gọi là cái người thiểu dục, là đối với những cái vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày, mình chỉ cần đủ dùng thôi. Chứ mình cũng không phải là mình không cần nó, mình không cần vải mặc, có nghĩa là sống lõa thể thì cũng không được. Cái người đấy sẽ cũng không thể tồn tại được, cũng không thể thực hành những cái pháp thượng nhân, không thành tựu được những cái pháp cao thượng. Hay người ấy có thể nói là không cần ăn tuyệt thực, không cần nhà ở thì cũng không tồn tại được. Mà để có tồn tại được thì mình cần phải có thọ dụng, nhưng thọ dụng vừa thôi, thọ dụng đừng có nhiều quá. Vì sống thiểu dục như vậy, sống đơn giản như vậy, thì sẽ có nhiều thời gian để thực hành pháp về tứ niệm xứ, để thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán. Hay là vì ấy có thể thành tựu được những cái pháp mà đã thành tựu rồi, mình sẽ thành tựu ở cái mức độ thâm sâu hơn, cao thượng hơn, đạt được những cái tâm định tĩnh hơn, lớn hơn. Thì cái pháp thiểu dục này nó rất là quan trọng, nhất là đối với những người tu tập thực hành pháp. Thì mình càng sống đơn giản, càng thiểu dục thì
cái đời sống nội tâm, đời sống tâm linh của mình càng nhanh chóng phát triển và mình càng chứng đắc được những cái pháp thâm sâu cao thượng. Thì đấy là cái lợi ích của cái pháp thiểu dục trong cái đời sống tu tập, rất là thiết thực như vậy. Người nào càng sống thiểu dục thì mình sẽ càng cảm thấy an vui tự tại. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Định ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư giảng lại điểm chấp thủ vào thọ khổ là như thế nào ạ? Nếu hồi tưởng lại về những thọ khổ trong quá khứ hoặc sẽ xảy ra trong tương lai để thúc đẩy sự tinh tấn hành thiền thì đây có bị xem là chấp thủ vào khổ thọ không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Chấp thủ ở đây là khi có những cái cảm thọ đấy nó khởi lên và mình có cái chấp trước là ta đang thọ khổ, thì nó có cái ta ở trong cái khổ ấy. Vì có cái ta ở trong cái khổ ấy cho nên nó sinh ra những cái sầu bi ưu não. Với một cái người thường ấy, khi mà mình có một cái nỗi khổ về thân, mình đau đớn về thân, thì mình sẽ rất là bất an, sợ hãi và sợ chết. Vì và hay là ai đó làm cho mình khổ, như là một cái người nào đó gây đến cái sự đau khổ cho mình, có cái nỗi khổ đau này, thì mình sẽ chấp là người này đã làm cho ta khổ. Rồi từ cái chấp trước ấy mình sinh ra sân hận. Còn những cái thọ lạc ấy thì nó vì mình chấp vào cái thọ lạc ấy mình sinh ra tham ái, sinh ra ngã mạn. Còn chấp vào cái thọ khổ thì nó sinh ra cái sự ác ý, nó sinh ra những cái sân hận. Thì đấy nó cũng gọi là cái sự chấp trước vào cái thọ là vậy. Thọ nó sinh ra những cái sự chấp trước, tham ái, chấp thủ. Là thế, vì mình có cái tự ái mà, có cái tự ái ở nơi bản thân làm cho ta đau khổ, cho nên là mình buồn phiền khổ sở. Còn có thì mình muốn hiểu được cái với một cái người còn chấp vào thọ khổ, với một cái người không còn chấp vào thọ khổ, nó sẽ khác nhau như thế nào, thì mình phải so sánh giữa một cái người phàm phu thọ khổ và một bậc A-la-hán thọ khổ thì khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như là một bậc A-la-hán không còn tham ái, không còn chấp thủ, không còn chấp trước nhưng vẫn có khổ. Vậy khi cái khổ nó đến với vị ấy thì nó chỉ khổ về thân mà nó không khổ về tâm. Có thể là cái thân ấy vẫn có sự đau đớn nhưng không có sầu bi, không có no nắng, không có bất an, không có sợ sệt đối với cái đau đớn ở trên thân. Thì đấy là cái người không còn tham ái, không còn bị chi phối bởi cảm thọ, mặc dù vị ấy có thể có bệnh tật đau khổ. Hay có ai mà xúc phạm vị ấy, hay có ai gây đau khổ cho vị ấy vẫn đau đớn, vị ấy vẫn bị tổn thương, nhưng mà vị ấy không có cái sự tự ái, không có cái sự sân hận, không có cái oán hận thù hiềm với ai. Thì đấy là cái trạng thái mà vị ấy không còn bị dính mắc với cảm thọ, không còn bị chấp trước vào cảm thọ. Còn với một cái người mà còn cái chấp trước vào cái cảm thọ ấy, vào những cái khổ thọ ấy nó lớn, thì mỗi một khi cái cảm thọ nó khởi lên, mình luôn luôn có cái sự tự vệ, có cái sự sợ hãi, bất an cho cái thân thể này. Tức là cái người đấy còn có cái sự tự ái rất là lớn, no nắng cho cái thân mình rất là lớn. Đấy là cái người còn chấp vào cái khổ thọ là thế. Ta vì luôn luôn có cái sự ta đang có những cái cảm thọ khổ đau này, cho nên là chúng ta rất là bất an khổ sở. Đấy là cái sự chấp trước, hoặc là mình rất là sân hận, là no nắng khi mà có ai đó làm cho mình đau khổ. Thì đó chính là cái sự chấp trước, chấp rằng có cái ta khổ. Còn với một cái người hiểu được là không có cái ta, không có tự ngã của ta, cái thọ nó chỉ là cái thọ mà thôi, cái đau nó chỉ là cái đau, nó không có cái ta ở trong cái đau ấy, thì cái người đấy sẽ đứng nhìn cái cảm thọ đấy một cách thản nhiên rồi cho nó qua đi, mà vị ấy không khởi nên cái sự mừng giận buồn vui yêu ghét gì ở trong cái cảm thọ đấy cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Mai Duy Đông ạ.
Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ông bà con năm nay ngoài 80 tuổi, trước đây có đi chùa, nhưng hiện tại do sức khỏe yếu nên không đi chùa nữa. Con có ý muốn biếu ông bà tranh về Phật Thích Ca và chỉ dẫn cho ông bà niệm Phật để sanh khởi tâm thiện hoan hỷ mỗi ngày. Con xin sư chỉ dẫn cho con một pháp niệm Phật, niệm Tam Bảo đơn giản để ông bà con có thể thực hành mỗi ngày ạ. Và đặt hình Phật trong phòng nghỉ có được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Thì chỉ cần với một những người đã lớn tuổi như vậy rồi thì có cái đức tin, có cái sự cung kính là đã tạo ra một cái thiện nghiệp, tạo ra một cái phước lành cho cái người ấy, tạo ra một cái cận tử nghiệp tốt thì có thể sau này sẽ được sinh về cõi này, mà cũng có thể nhờ cái duyên ấy mà kiếp sau được gặp chánh pháp, cũng có thể đi đến cái sự chấm dứt khổ đau được. Thì cái điều đó là tốt, có thể hướng về một bức tranh Phật và có thể tưởng niệm đến, chỉ cần niệm Nam Mô Phật hoặc là vị ấy tưởng niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng, hoặc là vị ấy có chỉ cần khởi lên cái đức tin cung kính, con xin kính lễ Đức Phật bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hay là một bậc giác ngộ, hay là thành kính đảnh lễ Đức Phật một bậc không còn những cái phiền não khổ đau, hay là một bậc dẫn dắt chúng sinh đi đến chấm dứt khổ đau. Thì tùy theo cái người niệm Phật có một chút hiểu biết về Phật, dù đó là một cái sự hiểu biết rất là thấp, hoặc là vị ấy sẽ hiểu biết cao hơn, tùy theo khả năng của mình giải thích cho ông bà mình hiểu biết được ở cái mức độ nào, thì niệm Phật và nghĩ đến cái đức hạnh đấy của Phật, hiểu biết một khía cạnh nào cũng được. Hiểu Đức Phật là bậc đã giác ngộ, giải thoát này, đoạn trừ phiền não và chấm dứt khổ đau. Rồi khi niệm Phật thì niệm câu gì cũng được, A-la-hán cũng được, hay là kính lễ Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác cũng được, hoặc là Nam Mô Phật cũng được, hoặc là niệm bằng Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa cũng được, hoặc là Nam Mô Ứng Cúng Chánh Miễn Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn cũng được, hoặc là chỉ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cũng được, hoặc là niệm con xin quy Phật, con xin quy Phật, cứ niệm niệm như thế cũng được. Miễn là niệm một cái câu nào đó mà dễ khởi nên cái thiện tâm nhất, dễ phát khởi nên cái tâm thành kính nhất, dễ phát khởi nên cái đức tin nhất, thì niệm câu đó tùy theo cái văn hóa và hiểu biết của người đó mà hướng cho người đó niệm Phật, một cái câu nào cũng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi con ngồi thiền, con thấy vòng tròn ánh sáng từ hai con mắt của con cứ xoay vòng, rồi dần dần tỏa ra khuôn mặt của con, rồi gian rộng ra. Hiện tượng đó là gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Đấy là dấu hiệu bắt đầu có định tướng, tức là bắt đầu đang chuẩn bị có một cái định. Nếu như mình thực hành thiền hơi thở thì một lúc sau, khi tâm của mình định tĩnh ở trên hơi thở rồi thì trước mặt mình cứ sáng sáng lên như vậy. Và cái ánh sáng ấy nó cũng thuộc về cái hạt sắc, nó là do tâm mình nó sinh ra, nó cũng thuộc về vật chất, cho nên nó có cái sự quay quay giống như là một cái làn khói thuốc, như một cái đám mây vậy, mờ mờ vậy. Thì đấy nó gọi là nimitta, gọi là cái định tướng, quang tướng, tự tướng đấy. Nhưng mà mình không được nhìn vào nó, không nên quan sát nó như vậy, không nên nghĩ rằng nó ở mắt nó phát sinh, nó phóng ra như vậy. Cứ thản nhiên với cái ánh sáng đó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Khi mình cứ giữ được cái tâm thản nhiên và quan sát hơi thở thì cái tướng đó, cái nimitta đấy dần dần nó sẽ sáng lên, dần dần nó trắng lên, dần dần nó tỏa sáng rực rỡ ra. Và cái tâm định càng sâu thì cái ánh sáng nó càng phát sáng mạnh lên, nó sáng rực, sáng liên tục. Đầu tiên thì nó chỉ duy trì được 5-10 phút, rồi sau đó nó sẽ duy trì được 1 tiếng, 2 tiếng. Rồi sau đó nó sẽ duy trì được 3-4 tiếng. Rồi sau này thì mình cứ, nó duy trì suốt ngày, suốt đêm. Và cái tâm của mình nó sẽ rất là an tịnh. Khi cái tâm của mình nó thanh tịnh, ấy, nó giảm bớt đi những câu uế phiền não, thì nó sẽ sáng lên như vậy. Đấy là do cái định của mình nó sâu, tâm mình nó thanh tịnh ra, cho nên nó phát sáng ra như thế. Và đó là một dấu hiệu tốt nếu như mình thực hành đúng. Thì đừng có nhìn vào nó, cứ tiếp tục quan sát
cái pháp thiền là quan sát hơi thở của mình và cứ để cho nó sáng lên, đừng có can thiệp vào nó. Còn nếu như ở cái giai đoạn này cái người nào chạy theo cuốn hút theo cái ánh sáng đấy rồi lại tưởng tượng ra cái hình ảnh gì thì mình sẽ thấy nó xuất hiện hình ảnh đấy, nó dễ sinh ra những cái ảo tưởng, dễ sinh ra những cái nầm tưởng, dễ sinh ra những cái hoang tưởng. Và ở cái giai đoạn đấy này thực hành rất là phải thận trọng, tuyệt đối không được nhìn vào cái màu sắc hình dáng của cái ánh sáng đó, mà chỉ có quan sát hơi thở bình thường thì sẽ đi đúng pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả gửi đến qua YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con muốn thọ bát quan trai giới, nhưng con chưa biết cách thực hành sao cho trọn tám giới khi sống tại gia ạ. Con được nghe bảo là không được làm bất cứ việc gì ngoài tu tập như đi làm, nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa trong thời gian thọ giới. Vậy con có được dùng máy tính để học ngoại ngữ không ạ? Con xin sư hướng dẫn cho con thành kính tri ân sư ạ. Cái hôm mà thọ bát quan trai giới ấy thì nếu mà để cho cái giới bát quan trai đấy nó thật sự mà thành tựu tốt đẹp nhất, viên mãn nhất thì cái ngày hôm đấy mình phải sống như một người xuất gia, như một người tu tập ấy. Thì tức là cái ngày hôm đấy là một cái ngày chuyên tu về giới định tuệ. Tức là mình đã thọ trì tám giới, mình cố gắng giữ giới đấy như một cách trọn vẹn và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán. Thì cái với một cái người tu thì những cái sinh hoạt của người tu vẫn có thể thực hành được, như là vẫn có thể tắm giặt, vẫn dọn dẹp, vẫn có thể nấu ăn, nhưng chỉ ăn buổi sáng không ăn buổi chiều. Thì những cái việc công việc bình thường thì vẫn được và vẫn có thể tụng kinh hoặc là học kinh học pháp thì được, mình có thể dùng máy tính để hỗ trợ cho cái việc tu tập của mình thì được, nhưng mà ít thôi, hạn chế và tốt nhất nên xa lìa những cái đó vì nó dễ sinh ra những cái loạn tâm, nó dễ sinh ra những cái chướng ngại như là dùng điện thoại và vi tính hay lên những cái mạng xã hội thì tâm mình nó bị ô nhiễm, cái tâm ô nhiễm thì giới bị ô nhiễm, thì cái pháp hôm đấy mình nó không được trong sạch hoàn toàn. Còn muốn cho mình trong sạch hoàn toàn hôm đấy mình nên cách ly ra khỏi những cái pháp ô nhiễm đấy, tức là hôm đấy để mà mình giữ được cái giới đấy một cách hoàn toàn thanh tịnh thì mình nên sống độc cư, tức là nên sống một mình mà không nên ở những cái nơi mà nó sang trọng, như là nằm ngồi ở những cái nơi nó cao sang thì nó không không nên, mà mình nên ở cái nơi mà rất là bình thường đơn giản, như có một cái tịnh thất. Và cái hôm đấy thì mình chỉ có nên tụng kinh, nghe pháp và thực hành thiền và tinh cần tỉnh giác để giữ giới cho khỏi phạm vào những giới đã ấy đã thọ trì đấy cho trọn vẹn một ngày một đêm. Thì trọn vẹn một ngày một đêm thì sẽ không quá là khó khăn, mình tinh tấn một chút thì mình sẽ tích cực một chút là mình sẽ thọ trì được những cái pháp ấy. Thì mình càng tinh tấn tích cực, càng thọ trì cái pháp đấy được tốt thì cái công đức hôm đấy nó sẽ lớn, cái phước này nó sẽ lớn và tạo ra được nhiều những cái ba la mật để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị này. Nó tùy theo cái khả năng của từng người, tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người. Có những người sẽ thực hành cái pháp đấy một cách rất là thanh tịnh và viên mãn, nhưng cũng có người sẽ thực hành cái pháp ấy nó không được rốt ráo lắm vì cái người đấy còn bị năng xăng bận rộn, bị chi phối bởi những cái công việc trong cuộc sống khác. Còn thì tùy theo mình thực hành được đến đâu tốt đến đấy, giữ được tầm nào, mình thực hành được cái mức độ nào là tùy mình, chứ không có bắt buộc là mình phải ai cũng phải giống ai. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi cách thực hành khác nhau, người này thực hành như thế này, người khác thực hành như thế khác. Chia sẻ kinh nghiệm với nhau thì tốt, nhưng áp dụng những cái kinh nghiệm ấy thì tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái khả năng của mỗi người. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi đến từ Facebook ạ. Dạ, con thưa sư, con xin sư chỉ dạy cho con về quả lành của niệm ân Đức Phật ở hiện tại và trong kiếp vị lai ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Người mà niệm ân Đức Phật thì sẽ có ngay ở trong cái hiện tại này ấy, người sẽ có được một cái đức tin đối với Đức Phật và cái đức tin với trí tuệ, tức là cái người đấy sẽ hiểu về Đức Phật mà không bị những cái mê tín dị đoan.
Và ngay ở trong hiện tại là cái người mà hay niệm ân Đức Phật ấy, người đấy sẽ có sẽ không bị những cái tà pháp, những cái tà kiến hay là một cái pháp nào đấy người ta mê hoặc, tức là tránh xa được những cái sự mê hoặc của những tà đạo. Và mình sẽ thấy được rằng là ai là những cái bậc có đức hạnh nhất, có trí tuệ nhất, đáng là bậc đạo sư để cho mình tôn trọng, để mình cung kính, để mình cúng dường nhất. Thế là khi mình niệm ân Đức Phật thì sẽ có tránh pháp niệm ân Đức Phật là một cái pháp bảo vệ mình, đấy là một pháp bảo hộ, bảo vệ cho mình không bao giờ bị thoái thất, không bao giờ bị mất niềm tin đối với Phật pháp. Và cái người niệm ân Đức Phật thì mình cung kính tôn kính Đức Phật thì mình cũng tôn kính tư tưởng giáo pháp của Đức Phật, thì cái người đấy sẽ hoan hỷ đối với cái sự giáo pháp, ưa thích thực hành giáo pháp, người đấy sẽ có một cái uy lực lớn, thậm chí mà có thể khiến cho mình sống rất là tự tại, như là một cái người đang sợ hãi, bất an, như cái tâm lý của con người ta ở trên đời hay có cái sự yếu đuối, hay có cái sự yếu ớt, hay có cái sự lo lắng sợ sệt, bất an khi đến một cái môi trường nào đấy. Như mình đến một cái nơi nào mà mình cảm thấy bị rợn tóc gáy, sợ hãi, nhất là đối với người sợ ma, sợ tối, sợ một mình, không dám ở độc cư một mình, thì cái người đấy niệm ân Đức Phật sẽ làm cho mình tự tin lên, làm cho mình xua tan những sợ sệt, xua tan những cái sự bất an, sợ hãi này. Thì đấy là ngay trong hiện tại làm sẽ có được cái sự tự tại như vậy, mà không có những cái sự lo lắng, bất an, sợ sệt đối với những cái ác nhân, ác quỷ, ác thần, ác thú gì đó. Mình sống ở những cái nơi mà có nhiều những cái sự lo lắng, sợ sệt, thì nhờ cái người niệm ân Đức Phật tự nhiên mình sẽ có được một cái uy lực như thế. Vì Đức Phật là một bậc có uy lực lớn, có thần lực lớn, không biết sợ một ai trên đời. Cho nên là cái với một cái người khi mình tưởng niệm đến các ân Đức Phật vậy, thì tự nhiên mình sẽ có một cái uy lực ở ngay trong nội tâm mình. Mình sẽ có một cái uy lực hết, không biết sợ hãi, không biết sợ sệt là gì. Mà chính cái uy lực ấy, mình sẽ được cái phước lành, được cái sự tôn kính, cái sự tôn trọng. Và cái người niệm ân Đức Phật thì những cái nhân cách đức hạnh của Đức Phật thấm vào trong cái tư tưởng nhân cách đức hạnh của chính mình, và sẽ có một cái sự thay đổi lớn. Đối với cái người không niệm ân Đức Phật thì sẽ niệm những cái tầm bậy ở thế gian, cho nên là những cái lời nói, những cái hành động, suy nghĩ của vị ấy rất là hạ nhiệt, rất là ô nhiễm. Còn những người niệm ân Đức Phật thì cái tâm người đấy rất là thanh tịnh, rất thanh cao, rất cao cả, rất thánh thiện. Thì cái người đấy sẽ bộc phát ra thành những cái tư tưởng, những hành động, những lời nói cũng rất là cao cả và thánh thiện. Và cái vị đấy nó thay đổi hoàn toàn cái oai nghi, thay đổi hoàn toàn cái tính cách, cái tư tưởng tâm lý, và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cả những cái số phận của vị ấy. Vị ấy sẽ được mọi người yêu quý, chư thiên yêu quý, kính trọng, kính nể. Và cái công đức, cái phước lành của vị ấy nó sẽ tăng lên. Cái người niệm ân Đức Phật như vậy, và cái quả lành, cái quả báo ở tương lai thì rất là thù thắng, rất là vi diệu. Như là vị ấy sinh ra trong đời thường hay gặp Phật pháp, dễ dàng khởi sinh nên cái đức tin. Khi nghe đến Phật pháp, vị ấy sẽ khởi lên cái tâm tìm cầu, tầm cầu và gặp Phật pháp, và tránh xa lìa được những cái tà pháp. Nếu như có ai đó mà tiêm nhiễm, mà truyền bá những cái tư tưởng tà đạo, và thì cái vị đấy không bị nhiễm, không bị ảnh hưởng bởi những cái tà đạo, tà kiến đấy. Và cái người niệm ân Đức Phật ấy, thì cả những kiếp sau sinh ra vẫn có những cái công đức lớn, có những cái trí tuệ, có những cái trí tuệ lớn, thân có mùi thơm, miệng có mùi thơm, nói lời hay, có lợi ích, có cái trí tuệ phân biệt những cái thiện ác chánh tà. Nói chung là cái niệm ân Đức Phật là một cái pháp đem lại cái công đức nhanh chóng nhất. Nếu như một cái người nào đấy mình mong cầu có những cái công đức, cái phước này, cái sự an ổn, cái sự an vui tự tại, thì để mà nhanh chóng đạt được những cái điều đó nhất thì đó chính là thông qua con đường niệm Phật. Con đường niệm Phật sẽ tạo cho mình có được cái sự an lạc ngay ở trong hiện tại.
và sẽ có những cái phước lành thù thắng ở trong tương lai. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Cao Hoàng Khánh Băng ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư cho con hỏi tứ như ý túc là gì và cách thức để tu tập là như thế nào ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Tứ như ý túc, bốn cái pháp mà để có thể tập cho mình đạt được những cái mà mình làm, có thể làm chủ được cái tâm này. Như ý tức là khi nào mình có thể làm chủ được cái tâm này một cách hoàn toàn tự tại nhất, thì nó có bốn cái pháp gọi là, nên là gọi là tứ như ý túc, bốn cái mà làm cho mình có thể làm chủ được tâm, đạt được cái sự tự tại ở trong nội tâm. Hay là những cái người mà luyện những cái pháp để cái người đấy nó có được cái làm chủ được tâm, thì vị ấy sẽ có được những cái năng lực thần thông quảng đại, những cái năng lực rất là phi thường. Đó là dục cần tâm thập, bốn cái. Dục là phải có cái ước muốn, là một cái người đấy phải có một cái ước muốn thành tựu được những cái pháp thiền, làm chủ được những cái pháp thiền đấy một cách thiện xả nhất. Đấy được gọi là dục. Dục là phải có ước muốn mạnh mẽ và phải duy trì được cái ước muốn đấy lâu dài và kiên định. Cần là phải tinh tấn, siêng năng để thực hành thiền. Mình có cái ước muốn thành tựu thiền, có cái tinh tấn nỗ lực không mệt mỏi trong cái sự thực hành thiền, thì thà thịt nát xương tan của mình cũng sẽ sẵn sàng thực hành chứ không bỏ cuộc. Tâm tức là người ấy phải có cái quyết định mạnh mẽ. Như là một cái sư, khi mà mình đã thực hành một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ngày, một tháng hay một năm, mình đã khởi lên cái quyết định đấy rồi thì mình không có thối chuyển, không có thối nuôi. Đấy là gọi là quyết định cao. Quyết định buông cái gì là phải buông cho bằng được. Quyết định đạt được cái gì là phải đạt cho bằng được. Đấy đó gọi là dục tâm, gọi là định. Và tuệ tức là phải có cái trí tuệ, biết được cái con đường trung đạo để thực hành, nó không bị thái quá một cái gì. Có cái ước muốn nhưng không được để nó thái quá, tinh tấn nhưng không được tinh tấn thái quá. Quyết định thay tất cả những cái pháp, tiến tấn niệm định tuệ. Cái người đấy biết cách quân bình các căn, và biết cách thực hành như thế nào là đúng, biết rằng người hành như thế nào là sai, thì đấy được gọi là tuệ. Bốn cái này cần phải được thực hành một cách liên tục, thường xuyên, cần phải phát triển cả bốn cái cách này. Tức là mình phải khởi lên cái ước muốn, ước muốn thành tựu những cái pháp thiền chỉ quán ấy, và tinh tấn thực hành, quyết định thực hành, và có cái trí tuệ để biết cách thực hành, biết con đường thực hành, biết sự đúng sai, biết cân nhắc thực hành làm sao cho nó vừa phải, và biết cách thực hành một cách thiện xảo nhất. Nên cho nên được gọi là bốn cái pháp để phát triển tâm nên cái mức độ cao nhất. Phát triển tâm là mình chứng được tứ thiền bát định, và mình sẽ làm chủ được tâm trong 14 cách ấy. Trong 14 cái cách làm chủ tâm ấy, giống như là một cái người thợ vàng, người ta phải nấu cho cái vàng đó tan chảy ra. Khi cái vàng tan chảy ra rồi thì người ta nặn thành những cái đồ trang sức rất là đẹp mắt. Như vậy khi mà một cái người thành tựu được những cái pháp thiền rồi thì cái người đấy phải nhập thiền và suốt thiền một cách thiện xảo thuần thục, theo như ý muốn của mình. Và vị ấy nhập vào tầng thiền này, suốt khỏi tầng thiền này, nhập vào tầng thiền kia, không có theo một tuần tự nào cả, mà theo ý thích của mình, theo ý muốn của mình, nhập vào cái này, suốt cái này, nhập vào cái tầng thiền kia, có thể bỏ qua cái tầng thiền này, nhập vào một tầng thiền khác. Đấy là vì mình có thể nhập thiền và suốt thiền một cách thuần thục, thành thạo, tinh xảo theo ý của mình, cho nên là gọi là như ý. Thành tựu đầy đủ bốn cái đấy thì mình gọi là thành tựu được như ý túc. Và khi mà đã làm chủ được tâm theo như ý muốn của mình rồi thì vị ấy có thể thành tựu được những năng lực thần thông. Vị ấy có thể một thân biến ra nhiều thân, hiện hình biến tướng, đi ngang qua tường qua vách như đi trên đất liền,
có thể ngồi kiết già trên hư không, có thể thực hành được rất là nhiều những cái pháp về thần thông lực. Đấy là cái năng lực của tứ như ý túc. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, phụ giúp công việc như làm việc nhà thì có phải là một dạng bố thí không ạ? Mình có thể hồi hướng việc thiện này để trợ duyên đạt được niết bàn không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Bố thí, nếu như mà mình giúp đỡ người khác, cái này cũng có thể được coi là bố thí. Đấy là khi mà mình giúp người khác mà làm lợi ích cho người khác mà bố thí thì có rất là nhiều những cái tài lực, vật lực ấy. Có thể là bố thí bằng những cái tài sản, nhưng mà cũng có thể bố thí bằng cái công sức của mình. Vậy thì cái việc mà mình giúp người khác đấy cũng được coi là một cái hạnh bố thí. Và cái sự bố thí đấy, mình giúp đỡ người khác ấy với cái mong muốn để chứng ngộ Niết Bàn thì vẫn thành bố thí ba la mật, vẫn có thể trợ giúp để mình chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai được. Đấy, những cái pháp đấy là được, bởi vì khi một cái lúc nào đấy mình sẽ muốn chuyên tu để chứng ngộ Niết Bàn thì cũng sẽ cần có những cái người hộ trì hộ độ giúp cho mình, những hộ độ cho mình giúp cho mình, thì đấy cũng là người đó đang phụng sự đấy, đó là những cái người đang đang là cái người giúp đỡ cho mình đấy. Thì mình với một cái người chuyên tu cũng vậy, cần có những cái người sẽ phục vụ để cho mình chuyên tu, thì cái người mà phục vụ người khác cũng sẽ tạo ra được cái nhân để sau này sẽ có người phục vụ lại mình khi mình muốn trên con đường đi đến Niết Bàn, thì đó cũng là pháp bố thí. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả David ạ. Dạ con thưa sư, niệm A-ra-hăng thì được bảo vệ, hết sợ hãi phải không ạ? Tại sao có người lại có tâm sợ ma quỷ khi ở một mình ạ? Làm cách nào để hết sợ ma quỷ? Con thành kính tri ân sư ạ. Người sợ sệt đấy là do cái tâm tham ái đối với cái tự thân mình nó lớn quá. Tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu không sợ hãi? Cái người mà yêu bản thân mình ấy thì mình nhớ luôn luôn có sự bất an, sợ những sự nguy hiểm cho mình. Nhưng mà cũng có người thì yêu bản thân người khác thì luôn luôn sợ những cái sự nguy hiểm cho người khác. Nhưng mà bây giờ mình tự nhiên mình yêu quý một cái người rừng rưng nào đấy, cái người xa nạo đấy. Tuy nhiên người ta đi đâu mình lo, nhưng người ta không biết người ta có gặp nguy hiểm gì không, lo quá người ta về mới yên tâm. Nhưng mà mai mốt rồi khi có mâu thuẫn gì rồi, buông được cái tình cảm ấy đi, không còn yêu ghét thì nữa, thì lúc đấy mặc kệ, muốn làm sao làm, sống chết không liên quan đến ta nữa. Thì lúc đấy nó sẽ hết. Thì cũng như vậy, ngày nào mình còn yêu cái thân này thì mình còn rất là sợ cho những cái sự nguy hiểm đến với cái thân này. Còn ngày nào mình hiểu ra được cái thân này là đất nước nửa gió, cái thân này là vô thường khổ vô ngã, nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta nữa, thì lúc đấy mình chả sợ gì nữa. Cái người có trí tuệ sẽ không sợ hãi, còn những người nào mà ngu si sẽ sợ hãi nhiều. Người nào tham ái nhiều sợ nhiều, tham ái ít sợ ít. Thế là vì mình có tham ái nên có sợ hãi như vậy. Còn cái người niệm ân Đức Phật tại sao lại bớt đi cái sự sợ hãi? Đó là niệm ân Đức Phật thì mình sẽ thấy được cái sự vô tham, vô sân, vô si của Đức Phật. Cái niệm A-ra-hăng, A-ra-hăng vì Đức Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài xứng đáng là bậc được cúng dường. Thì mình thấy Đức Phật không có tham, không có sân, không có si, tự nhiên mình tham, mình sân, mình si, mình thấy hổ thẹn. Vậy mình phải cố gắng khi niệm ân Đức Phật, không phải là chỉ niệm cái khái niệm đấy, mà phải suy nghĩ đến ý nghĩa của cái câu A-ra-hăng ấy. Mà câu A-ra-hăng đấy có cái ý nghĩa là đang cung kính một bậc vô tham, vô sân, vô si. Tự nhiên cái lúc đấy, cái tâm của mình nó cũng đi tham dần dần. Nó bớt đi cái tham ái với cái bản thân mình, bớt đi sân hận, bớt đi si mê. Thì tự nhiên nhờ vậy mà mình bớt đi cái sợ hãi. Thì Đức Phật không tham sân si. Rồi mình niệm cái không tham sân si ấy của Phật thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái không tham sân si ấy. Cho nên là cái tham si nó yếu đi thì sợ hãi nó bớt đi. Tham sân si nó nhiều thì sợ hãi nhiều, tham sân si nó ít thì sợ hãi ít.
Vì vậy nên là cái niệm ân Đức Phật là niệm cái vô tham của Đức Phật là vậy đấy. Cho nên là mình hết tham ái là nhờ cái đó đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Yến ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hành Bồ Tát đạo, bố thí tiền bạc, thậm chí là thân mình thì con có thể hiểu, nhưng con không hiểu sự bố thí vợ con trong một kiếp tiền thân của Đức Phật là như thế nào ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Vợ con đấy cũng là một cái mà một cái người rất khó có thể bố thí được, bởi vì đối với vợ con là cái mà người ta rất là yêu, yêu cái tự ngã của mình lớn nhất, rồi yêu đến cái tự ngã của người khác, yêu đến người vợ là thứ hai, con là thứ ba. Vậy thì những người có thể bố thí được những cái mà mình yêu quý thì đấy đó, thì cái người đấy sẽ thành tựu được một cái tâm xả cao thượng. Vợ con là cái chấp thủ lớn, là cái có tham ái lớn mà vẫn có thể buông bỏ được, buông xả được, thì cái đây là một cái sự xả thí. Đây không phải là bố thí mà là xả thí. Đấy là thể hiện một cái tâm tự tại, một cái tâm có thể buông xả, một cái tâm sẵn sàng cắt ái ni thân, một cái tâm có thể cắt đứt được mọi cái tham ái trên cuộc đời, dù cái tham ái đó khó lớn đến đâu, dù cái tham ái có khó khăn đến đâu cũng cắt được hết. Một cái người có thể bỏ vợ đi tu nhưng thì dễ, nhưng mà tặng vợ cho người khác thì mới khó. Có thể bỏ lại con để đi xuất gia thì dễ, tặng con cho người khác thì khó. Nhưng mà một vị Bồ Tát thì sẽ làm được như vậy, có thể ban tặng được những cái yêu quý nhất, yêu dấu nhất của mình cho người khác sở hữu, những cái thuộc về sở hữu của mình có thể cho được người khác. Thì đấy là cái sự xả ni, cái sự cắt ái dứt khoát đối với tình ái, không một chút lưu luyến gì cả. Thì đó là cái nhân để vị đó thành tựu được cái trí tuệ cao thượng, thành tựu được cái tâm xả ni cao thượng. Thì cái tâm cái hạnh bố thí ấy, nó đi với một cái tâm xả ni lớn, và một vị Bồ Tát thì sẽ chứng minh được điều ấy, thể hiện được điều ấy, thực hành được điều đó, và mọi người khác cũng có thể bắt chước để thực hành được điều đó. Đấy, bắt chước Bồ Tát đem tặng vợ cho người khác, tặng con người khác, tặng chồng cho người khác đi tu xem có thương tiếc không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong kinh có nói con là tài sản của cha mẹ, nhưng trong kiếp tiền thân của Đức Phật thì khi Đức Phật bố thí hai người con, Đức Phật lại không hỏi ý kiến người vợ, mà nhân lúc người vợ không có ở đấy đã bố thí hai người con. Con xin sư giảng giải cho con được hiểu ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Thì bởi vì cái người theo cái văn hóa của thời bấy giờ thì cái người chồng là có quyền sở hữu vợ, sở hữu con, nên theo cái văn hóa như vậy. Nhưng như nếu như bây giờ văn hóa vì cái pháp bố thí là pháp thế gian mà, vì thế gian quy định như vậy, người chồng là tối thượng nhất ở trong gia đình, trụ cột gia đình, làm chủ gia đình, vợ là sở hữu của chồng, con là sở hữu của cái người chồng ấy, quy định như vậy rồi, cho nên là vì cái văn hóa như vậy, ngài thuận theo cái nhân tình thế thái nó như thế, cho nên là ngài bố thí con theo ý của mình, con không phải của vợ mà là con của vị Bồ Tát đấy, cho nên Bồ Tát được phép bố thí thôi. Còn nếu mà có vợ ở đấy thì sợ vợ đau xót quá, vợ có thể chết năn ra đấy. Vậy cho nên là bố thí cái lúc vắng mặt cái người vợ đấy là để đảm bảo an toàn cho cái người vợ đấy. Chứ chỉ có Bồ Tát thì có cái tâm sắt đá kim cương thì có thể làm được như vậy. Chứ cái cô vợ không thể làm được như vậy. Thì bố thí như vậy bà sẽ chết ngay tức thì. Vậy nên là phải bố thí sau lưng, không thể dám bố thí trước mặt được. Như vậy, sau đó thì bố thí được cả vợ cũng có thể bố thí được. Thì đó là điều Bồ Tát làm với trí tuệ, chứ không phải là làm nén nút, không phải là cái hành vi xấu, mà đó là một cái hành vi, đó là một cái việc làm có tính toán của một vị Bồ Tát.
biết rằng làm như thế mới có lợi chứ không phải là có hại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Huệ Minh Ngọc ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Xin sư từ bi chỉ dạy cho con về cận tử nghiệp ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cận tử nghiệp là những cái nghiệp sẽ khởi lên ở cái thời điểm mà lúc mà mình gần chết. Lúc đấy mình làm một cái việc gì ở cái thời điểm cuối đời ấy, thì đấy được gọi là cận tử nghiệp. Như là cái lúc mà mình sắp chết rồi. Khởi lên cái tâm mà cúng dường tam bảo lúc đấy và mình hoan hỉ với cái tâm cúng dường đấy rồi mình chết mà trong cái tâm thức cuối cùng vẫn lưu lại cái hình ảnh mình đang cúng dường đấy thì đấy là cận tử nghiệp thiện và sinh về cõi này, khiến cho mình sinh về cõi này. Hoặc là cái thời điểm cận tử ấy rồi mình nghe một bài kinh hay là mình khởi lên bất cứ một cái thiện tâm gì về thân, về khẩu, về ý thì nó đều để lại cái cận tử nghiệp thiện. Còn nhưng mà cái cận thời điểm cuối đời ấy mà mình lại đi làm một cái việc bất thiện, như là đang tự nhiên tự lành đi ăn cắp rồi bị người ta bắt được, người ta đánh chết, thế là mình chết với một cái tâm mà đang đi ăn cắp thì đấy là cận tử nghiệp ác. Hay là đang đi sát sinh rồi mình bị chết do cái hành động sát sinh đấy thì đấy nó tạo ra cái cận tử ác nghiệp. Và những cái việc làm xấu ở cái thời điểm cuối đời ấy, vừa mới đang làm thì chết, thì nó để lại những cái cận tử ác nghiệp và bị đọa vào cõi khổ đau. Thì có thể là con người ta có rất nhiều nghiệp, có những nghiệp mà thông thường hàng ngày, có những nghiệp cực trọng rất là lớn và có những nghiệp thuộc về cận tử nghiệp. Và khi chết ấy, thì có những người vì lúc chết ấy, người ta không có tạo ra cái nghiệp gì, cho nên người ta sẽ tạo ra, người ta sẽ đi với cái nghiệp mà người ta đã làm trong những cái thời bình nhật hàng ngày. Chết với thường nghiệp, chết với cực trọng nghiệp và chết với cận tử nghiệp, thì người ta sẽ chết với những cái nghiệp ấy. Thì trong đó này, cái nghiệp cận tử là cái nghiệp mình tạo nên ở cái thời điểm mình sắp chết, cho nên gọi là cận tử nghiệp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Hạnh Mỹ ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một người rải tâm từ tới chúng sinh khác và biết việc rải tâm từ như thế đem lại quả báo lớn so với một người rải tâm từ đến người khác chỉ vì khi làm vậy họ cảm thấy an vui, họ không biết việc này có đem lại quả báo lớn hay không. Sư cho con hỏi, hai người này ai sẽ có phước hơn ai ạ? Hay là phước báo nhận lại sẽ ngang nhau ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái người có hiểu biết thì cái phước lớn hơn. Còn một cái người làm mà không hiểu biết gì thì cái phước đấy là ni trí, cái phước đấy nó không có trí tuệ. Thì cái quả báo hoàn toàn khác nhau. Với một cái người mà khi làm việc phước mình biết đây là phước thì mình có thể hướng tâm mong cầu một cái quả báo theo ý muốn của mình. Nhưng cái người biết rằng đây là phước, mình có thể nguyện là cầu mong cho con thành Phật, cầu mong cho con chứng ngộ Niết Bàn, có tam minh lục thông, tứ tuệ phân tích, có trí tuệ lớn, hay là mình ước một cái gì cũng được. Thì cái người đấy giống như là trong túi mình có tiền, mình biết là mình có tiền, cho nên mình sẽ nghĩ là ta dùng tiền này để mua cái gì. Người có phước biết mình có phước, mình biết là dùng cái phước này để đổi lấy cái gì. Còn cái người làm phước mà không biết có phước, giống như người có tiền trong túi mà không biết giá trị của cái đồng tiền gì cả. Không biết, cho nên mình sẽ không nghĩ là ta sẽ dùng cái tiền này để mua cái gì. Đấy là cái người có tài sản trong mà mình không biết, cho nên mình sẽ không tiêu, không biết cách tiêu cái tài sản đấy một cách có lợi ích. Vì vậy cho nên cái người mà có làm phước như rải tâm từ mà đi kèm với trí tuệ như vậy, nếu mà sau này sinh ra ở kiếp sau thì cái vị đấy trở thành người tam nhân, gọi là có vô tham vô sân vô si. Còn những người mà có làm phước nhưng không có hiểu về phước ấy thì cái người đấy sinh ra chết với cái nghiệp mà ni trí như vậy thì sinh ra sẽ là cái người nhị nhân, tức là có vô tham vô sân nhưng không có trí tuệ. Thì sẽ khác nhau, cái người vô nhân và người nhị nhân sẽ khác nhau ở trên đời. Như là cái ở cái người nào mà người tam nhân ấy thì tu có thể đắc được các cái pháp thượng nhân như chứng được thiền thông và đạo quả. Còn cái người nào là người nhị nhân do kiếp trước mình làm phước không có trí thì đời này sinh ra mình vẫn là người bình thường như vậy, nhưng cái người đấy tu không đắc thiền được, không chứng được pháp thượng nhân ở đời này,
không chứng được thần thông mà không chứng được đạo quả suốt cái kiếp sống này, do cái tâm tục sinh của mình nó không có trí tuệ. Mà cái tâm tục sinh không có trí tuệ là do lúc mình tạo những cái thiện nghiệp không có sự hiểu biết về thiện nghiệp ấy. Vậy thì nó sẽ khác nhau rất xa. Ở một cái người làm phước mà mình biết có phước thì cái phước đấy nó kết hợp với trí thì nó sẽ có cái lợi ích rất lớn. Ở những người làm phước mà không biết rằng đây là phước thì cái phước ấy là phước ni trí, thì đó là một sự thiệt thòi rất là lớn. Nên là hai cái người đấy tạo cái nhân sẽ khác nhau rất là lớn. Dạ con thưa sư, con xin phép kết thúc phần hỏi đáp và trình pháp buổi hôm nay tại đây ạ. Những câu hỏi còn lại con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Idam me bunyam asawa khazam bahamodo idam me bunyam nidbana sa pachazo oto mama munya bhagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.